Ủa các bạn ơi, chỗ nào này lạnh ngắt trời, lạnh lẽo, cái mạch nước nhỏ 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 này. Vâng, bây giờ trước tiên tôi sẽ review cho các bạn xem ở phía bên ngoài của tảng đá, cái hang đá này. Đấy. Ở phía bên ngoài thì có cái dải đá như thế này đây. Đây. Đây là ở phía bên ngoài. Đây, bên ngoài là để bà con ở sinh hoạt. Bà con sinh hoạt. Đây. Là buổi chiều hoặc tối nói chung là để sinh hoạt, tắm rửa ăn uống là ở phía bên ngoài này. Đây có cái tảng đá này. Đây. Đây là cái chỗ mà bà con sinh hoạt ở phía bên ngoài. Đấy. Đấy, các bạn xem nữa quang cảnh tổng quan chung ở phía bên ngoài đây. Đấy. Và phía bên trong tôi sẽ review cho các bạn xem nha. Đây là cái hang rồi, đây là bí ẩn hồi trước mà người ta mới thấy nè, giờ mình được không phải là mới thấy mà. Đây, bây giờ tôi sẽ review bên trong các bạn xem nha. Giờ là không có ai, mấy người không ít lên trên này cho nên là rậm hết rồi. Bây giờ tôi phải coi rút vào trong này để có cái gì không, sợ quá. Tôi đã review để các bạn xem. Đấy. Đây là ở phía bên trong. Nhưng bên trong này cũng có một phòng trong kia nữa. Rồi, phía bên trong. Ở đây là bà con người ta treo võng này. Móc võng rồi, đặt cái rạp là cái sàn ở bên trong đây. Đây là chỗ mà trước kia là nấu cơm nhóm lửa đó. Rồi còn phía bên trong nữa các bạn ạ. Các bạn xem đây là phía bên ngoài ra lại. Ừ, vô đứng này lạnh, ra ngoài này nóng. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Các bạn xem thấy hay nhớ like, đăng ký kênh và ủng hộ để có tôi động lực làm thêm cho các video tiếp theo nha. Bye bye.